Rau má không ai mà không biết rau má hết đó bà con. Rau má là một loại rau sống mà nó tốt vô cùng. Ta xay uống cũng được, ăn sống cũng được, luộc cũng được, nấu canh cũng được, vân vân. Nhưng mà không phải nó tốt như vậy là ai ăn cũng được đâu. Có những người không nên ăn được và có những mình thế này không nên ăn rau má, sử dụng rau má, uống nước rau má mà nó không tốt gì cả bà con ơi bà con vui lòng đừng ăn đừng sử dụng rau má đó là những người có bệnh tiểu đường phụ nữ có thai đang nuôi cho con bú ờ, như vậy thì nguy hại đến việc xảy thai đó. không nên ăn không nên ăn những người không nên ăn không nên uống rau má là những người có bệnh tiểu đường bà bầu là phụ nữ đang mang thai đó nha bà con đang nuôi em bé cho con bú và yeah, người mới xảy thai là không nên không nên không nên ăn bà con ơi không nên ăn chứ không tốt gì cả bà con ta vui lòng đừng ăn nha bà con còn ngoài ra rau má nó tốt nó tốt cho sức khỏe vô cùng rau má nó tốt cho sức khỏe vô cùng bà con ơi rau má nó tốt cho sức khỏe vô cùng là nó làm được tiêu nhiệt wow dưỡng dưỡng cái mà dưỡng âm giải độc viêm họng viêm amidan giải ngộ độc thực phẩm bệnh ngồi da hỗ trợ cải thiện tim mạch hỗ trợ hệ thần kinh an thành an thần cảm cảm cái mà cảm lạnh ho ho cái mà ho ho ho, ho. đó nhớ bà con bà con thấy nó tốt vô cùng nó tốt vô cùng nhưng mà những người thế này thì không nên ăn những người có bệnh tiểu đường phụ nữ có thai là không nên ăn không nên sử dụng đang nuôi em bé cho con bú đang nuôi em bé à, những người phụ nữ đang cho con bú và những người mới sợi thai là không nên ăn bởi vì rau má nó tốt nó tốt vô cùng còn lại là rau má nó tốt vô cùng nó làm được tiêu nhiệt dưỡng âm giải độc viêm họng viêm amidan giải ngộ độc thực phẩm bệnh ngồi da hỗ trợ đó, cải thiện được tim mạch hỗ trợ cải thiện được thần kinh đó, tốt quá bà con ha đó làm cho an thần làm cho tốt 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 cho việc giảm ho ổn định lệ ho cảm lạnh tốt vô cùng bà con ơi nó tốt nhưng mà ta không uống nước rau má là trẻ em người lớn tuổi say rượu uống rượu uống thuốc chống đông máu xương khớp tay chân nóng hôi miệng không uống nước rau má nữa là không uống nước rau má nha bà con là có trẻ em người lớn tuổi say rượu uống thuốc chống đông máu xương khớp tay chân nóng hôi miệng là không được uống nước sử dụng rau má bà con ơi cùng với là có bệnh tiểu đường phụ nữ có thai đang nuôi em bé cho con bú sảy thai là vui lòng không nên còn nói ra rau má nó tốt nó tốt vô cùng cho sức khỏe nó làm tiêu nhiệt rau má nó tốt cho sức khỏe nó làm được tiêu nhiệt nó dưỡng âm tốt tốt giải độc tốt viêm họng tốt viêm amidan tốt giải ngộ độc thực phẩm tốt bệnh ngồi da tốt tốt cho việc hỗ trợ cải thiện tim mạch tốt tốt cho việc hỗ trợ cải thiện thần kinh an thần tốt tốt cho ho tốt tốt cho cảm lạnh bà con thấy tốt vô cùng không bà con cho nên bà con ta chỉ 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 uống à, một ly 40 mươi không quá một tháng thì nghỉ nửa tháng à, như vậy là uống hai ngày nghỉ một ngày uống hai ngày nghỉ một ngày cũng được mà uống liên tục uống liên tục thấy ổn định tốt thì chúng ta uống liên tục một tháng thì phải nghỉ nửa tháng bà con ơi bà con thấy sức khỏe và đời sống kênh chúng tôi ngày nào cũng ra bốn video để nói về sức khỏe đời sống mong bà con ta thấy sức khỏe và đời sống được tốt vui lòng chia sẻ chia sẻ để mọi người cùng nhau mạnh mẽ chia sẻ để mọi người cùng nhau mạnh mẽ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi bốn video ngày nào cũng có nhưng mà chỉ nói về bệnh gì ăn gì uống gì trái cây gì người này không được ăn mà người kia được ăn vì sao vì bệnh gì đó là bà con thấy được vui lòng chia sẻ và đăng ký để ủng hộ chúng tôi bà con ơi bà con ơi xin chào nào nào